livestream nói chuyện với mọi người đi. Thấy cũng có lỗi tại vì không like thiệt nên là nên quyết định lên TikTok live. Ý có bạn nào tặng quà nè, ủa tặng quà được hả? Ủa? Gửi cho em một ít gió về Hà Nội á. Chiu. À, hello Jisoo. Ôi dồi ôi, gió ồn quá hả? Mọi người thông cảm đi, tại vì tụi mình ngồi trên sân thượng ấy, chứ dưới nhà tụi mình tối lắm, không có like được. Dạo này anh thường làm gì á? Dạo này anh thường ở nhà chơi game. Ở nhà mình có biết bao nhiêu thứ để mình làm ta? Chơi game nè, viết nhạc nè. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể lên YouTube học thêm cái gì đó mới, kiểu học nhảy hay là học cụ hay cái gì ấy, nhiều thứ để làm mà. Nói chung là chúng ta nên ở nhà mọi người ơi, tại vì theo thông tin sáng giờ tụi đọc được á, thì ở ngoài kia rất là nhiều người ta mặc những cái bộ đồ bảo hộ rất là nóng, mà kiểu làm việc ở bệnh viện dã chiến ấy, kiểu không ăn không nghỉ luôn, thì mình cũng nên thấy may mắn rồi, tại vì mình còn được ở trong nhà nên là tại vì Tùng cũng đang sống ở Sài Gòn á, với cả Tùng biết cũng biết là bây giờ Sài Gòn cũng đang hơi nguy hiểm á, nên là chúng ta nên ở trong nhà để phần nào đó giảm đi công việc của các chiến sĩ đang thường trực ở các bệnh viện dã chiến. Nhìn anh khác quá anh ơi hả? Anh nghĩ thứ nhất là do anh mới ngủ dậy, thứ hai là cái tóc của anh, trời, tóc của anh nó đã khoảng từ anh không được cắt tóc từ trước khi ghi hình vòng 4 của The Hero rồi. Có ai gửi có người gửi câu hỏi này. Giờ này ở nhà anh thường làm gì vậy ạ? Anh đã trả lời rồi đấy. Ở nhà thì chơi game. Ở nhà thì mình có thể chơi thực ra đa số là chơi game với viết nhạc thôi. Giờ anh ra Hà Nội hả? Nhắc tới Hà Nội là thèm phở bò sốt vang. Chắc phải hết dịch đó, chắc phải hết dịch mới ra được. Anh ơi, có ai áo trắng đằng sau anh kìa? Nhà hàng xóm. Đây là sân thượng mọi người. Mình có thể nhìn được kiểu sân thượng nhà hàng xóm á. Công nhận thầy muốn giả thật. Da trắng rồi anh ơi, da trắng là do filter mọi người ơi. Đó, bớt trắng chưa? Da tôi bớt trắng chưa? Rồi, có mặt tôi mới ngủ gì nó sưng nè, trời ơi. Tiếng Hà Nội đi ạ. À.